Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube của Ambe bật lửa đẹp. Hôm nay em làm clip giới thiệu đến các anh 6 mẫu Zippo đáng mua nhất trong phân khúc dưới 1 triệu đồng. Rất là đẹp luôn. Và những cái mẫu này rất là hot tại nhà Ambe, được rất là nhiều anh ưa chuộng. Nên em làm clip để giới thiệu lại cho các anh hiểu hơn cũng như là biết nhiều thông tin hơn về nó. Đầu tiên là mẫu Zippo đen sần. Tiếp theo đó là một mẫu Zippo màu xanh bộ độ. Tiếp theo là một mẫu Zippo màu bạc giả cổ. Đó, ánh sáng nó không được sắc nét lắm. Anh em quan sát ở ngoài đời nó sẽ đẹp hơn. Đây là một mẫu Zippo màu vàng giả cổ. Một chiếc Zippo có thương hiệu Marlboro. Một chiếc Zippo với logo Zippo màu đỏ. Đầu tiên về chiếc Denson này. Chất liệu Crash. Đây mộc đáy này, tiếng kêu cũng rất là hay, cầm cảm giác trên tay nó hơi nhằm nhám sần sần một chút nhưng rất là êm tay, rất là mượt, tiếng kêu cũng rất là hay. Hàng chính hãng, Ambe Shop cam kết bán hàng chính hãng, bảo hành trọn đời nên anh em hoàn toàn yên tâm. Nếu anh em chưa tin thì anh em có thể xem thêm clip nó hướng dẫn phân biệt thật giả để biết cách nhận dạng hàng thật giúp Ambe Shop nhé. Đây, mẫu này thì có giá là 750.000 đồng. Mã hàng là Z01. Anh em vào website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là Z01 để xem thông tin chi tiết về nó. Hình ảnh chụp sắc nét ở các góc độ khác nhau nhé. Tiếp theo đấy là cái mẫu Zippo xanh bộ độ. Mẫu này thì cực kỳ chạy và nhiều anh yêu thích luôn. Cái mẫu này cũng được chọn làm quà tặng nhiều nhất tại shop Ambe bởi vì nó là màu xanh bộ đội. Và ở trên này thì khắc được cái logo của Bộ Công an cũng như là những cái logo rất là đẹp, khắc lên đây rất là đẹp luôn, rất là nổi. Thế nên là được lựa chọn rất là nhiều. Đời số mới năm 2017. À, tiếng kêu cũng rất là hay. Cái mẫu này thì là sơn tĩnh điện. Bánh xe này, cần cam cũng như tất cả mọi thứ rất là đẹp. Tiếp theo đấy là cái mẫu bạc giả cổ. Cái mẫu này có mã hàng là Z04, anh em truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là Z04 nhé để xem thông tin chi tiết về sản phẩm. Đó, tiếng kêu cũng rất là hay. Anh em nào mà kết cái sản phẩm nào thì có thể là chụp ảnh màn hình, sau đó gửi qua Zalo theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Để shop Ambe sẽ có bạn nhân viên trả lời tư vấn cho anh em. Đấy, đời số mới. Tiếp theo đấy là mẫu bạc vàng giả cổ. Mẫu này bán cũng rất là chặt, cực kỳ nhiều anh yêu thích. Mẫu này cũng có thể khắc tên lên được. Những cái mẫu trơn như thế này thì các anh có thể lựa chọn khắc tên lên, khắc logo công ty hoặc là khắc sửa tút chất nào đấy mà anh em thích để làm quà tặng cũng rất là ok luôn. Có rất là mẹo hay về sử dụng Zippo mà Ambe Shop đã làm clip chia sẻ trên YouTube thì anh em có thể gõ để học nhé. Hoặc là vào website ambe.vn vào danh mục tin tức để xem những cái bài viết chia sẻ về cách sử dụng Zippo và những kiến thức về Zippo hoặc là kiến thức sử dụng những loại bật lửa khác. Ở đây là một chiếc Marlboro. Với thương hiệu Marlboro thì rất là nhiều anh em ưa chuộng rồi. Ở đây là cũng sơn tĩnh điện màu trắng. Màu trắng là những cái màu rất là hiếm hoi ở trên Zippo. Cầm trên tay rất là thích, cảm giác rất là mượt và mát lạnh luôn. Đời số mới 2015, Ambe Shop tập trung vào sản phẩm năm số mới. Đây là chiếc Zippo màu đỏ nổi bật. Đây là sơn tĩnh điện, cầm cũng rất là thích, hơi có độ bám tay một chút. Đó, rất thích hợp cho anh em nào tay nhiều mồ hôi luôn. Logo Zippo
tiếng kêu cũng rất là hay. Tất cả âm thanh và hình ảnh này là do Ambe Shop thực hiện và làm bằng điện thoại, thế nên là thực tế 100% anh em nhé. Hoàn toàn yên tâm. Anh em nào mà kết sản phẩm nào chỉ cần chụp lại màn hình gửi qua Zalo, hoặc là đọc mã sản phẩm, hoặc là anh em truy cập website ambe.vn xem thông tin chi tiết về từng sản phẩm một, đặt mua luôn ở trên website. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.